Xin chào mentor Nguyễn Văn Quý và các bạn mentor ạ. Chị nghe được không ạ? Để nghe rõ được ạ. Thì xin chào mentor Nguyễn Văn Quý và các bạn học viên ha. Thì mình tên là Như, mình là Hana, và mình hân hạnh được đồng hành cùng mentor cũng như là các bạn học viên trong buổi Open Talk về chứng chỉ Data Science ngày hôm nay. Thì buổi Open Talk của mình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi, nhưng mà hiện tại thì đã có ba bạn học viên tham gia rồi ạ. Thì mình đợi thêm ít phút nữa để mà các bạn học viên tham gia đầy đủ hơn thì bắt đầu anh Nguyễn Văn Quý sẽ chia sẻ về nội dung của Open Talk ha. Thì trước tiên để giao lưu cùng với các bạn thì mời mentor Nguyễn Văn Quý anh có thể chia sẻ đôi chút về bản thân để các bạn học viên hiểu rõ hơn về mentor được không? Em cảm ơn chị Như. Thì chắc ở đây thì đa phần mọi người, các bạn học viên thì cũng đã biết qua về mình. Thì mình là Quý, hiện đang làm mentor ở Phoenix. Thì hiện tại thì mình đang làm PhD student ở bên Spain, nhưng mà đợt này thì do dịch nên là mình cũng về Việt Nam ít nhất là 1 đến 2 học kỳ. Hiện tại mình đang ở Việt Nam. Thì mình ở bên kia thì học PhD thì mình học chuyên về cái mảng liên quan đến toán, tức là optimization. Và trong trong các cái mảng trong data science thì optimization, NLP và computation là một trong ba cái mảng lớn của data science. Thì optimization nó ứng dụng nhiều trong các cái bài toán ở doanh nghiệp, cũng như là nó sẽ chuyên xử lý các bài toán về tối ưu. Thì cái này nó sẽ link khá là nhiều đến các cái lý thuyết về về kinh tế, hay là về vận hành, hay là về một cái domain nào đó. Nó không quá nặng về technique như là NLP hay là computer vision, nhưng nó lại rất là nặng về toán. Nên là đấy nó là một cái lý do mà mình quyết định lựa chọn cái buổi ngày hôm nay để mình nói về cái nội dung toán. Bởi vì thực ra thì trong cái quá trình học toán ở trước trước khi mình sang Tây Ban Nha thì mình cũng có học một kỳ ở bên trường Đại học Khoa Tự nhiên, học chương trình Master ở bên Khoa Tự nhiên. Và khi sang Nha thì cái kỳ đầu tiên thì mình cũng cảm thấy khá là sốc, bởi vì những cái cách học ở với hai bên nó khác hoàn toàn nhau. Cũng phải mất một thời gian khoảng hơn một kỳ đó thì mình bắt đầu quen dần với cái cách học ở hai bên nó khác nhau như thế nào và tại sao nó lại có những cái khác nhau đó. Thì cũng rất là hy vọng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu được nhiều hơn những cái góc nhìn khác nhau về môn toán, cũng như là cái giúp cho các bạn học viên cảm thấy clear hơn khi mà học cái môn này. Bởi vì thú thực là khi mà mình làm mentor ở Phoenix ấy, thì mình cũng thấy rất là nhiều bạn hỏi là không biết là môn toán thì apply vào trong data science, trong machine learning như nào. Thì thông thường các bạn nếu mà học đi theo flow thì nếu mà làm các bài lab và assignment thì chủ yếu là liên quan đến code thôi, còn các cái phần xử lý chính thì lại dùng thư viện rồi, nên là mình cũng không cần phải biết quá nhiều toán, hoặc là đôi khi cái công thức toán thì mình cũng không gặp quá nhiều. Thế nên là học viên cũng không hiểu là mọi người nói toán rất là quan trọng cho các cái chứng chỉ về data science hay là trong machine learning, nhưng mà lại không không thấy trong cái chương trình của mình đề cập nhiều. Thì tại sao lại như thế, là nếu mà mọi người muốn đọc sâu thêm thì sẽ phải bắt đầu từ đâu như thế nào. Thì chắc là trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ cố gắng chia sẻ hết những nội dung đấy, chủ yếu là chia sẻ góc nhìn cũng như là cách tiếp cận thôi. Còn tài liệu thì mình sẽ chuẩn bị và mình gửi gửi cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Còn thực ra học toán nó là một cái lộ trình khá là dài, và mình nên có một cái guide phù hợp để mình có thể đi theo nó từ đầu đến cuối, tránh cái việc là mình có quá nhiều tài liệu nhưng mà lại không hoàn thành một cái tài liệu nào một cách hoàn chỉnh, dẫn đến là luôn luôn trong cái trạng thái là cứ có tài liệu là mình cứ xin về đã, còn sau đấy thì học hay không thì không biết. Mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi mà mình có nhiều tài liệu, còn cái việc có học hay không thì đấy là vấn đề đằng sau nó. Ok chị Như, em thấy là cũng có khá đông các bạn học viên rồi ấy, thì mình có thể bắt đầu được luôn không, hay là mình vẫn Dạ vâng ạ, thế? thì bây giờ là có 8 học viên tham gia rồi đó Quý. Thì cảm ơn về cái chia sẻ rất là thực tế về cái quá trình học cũng như tích lũy kiến thức của xin lỗi mentor Quý và mọi người, mình vừa mới bị out ra khỏi cái Zoom mà mình mới vào lại ạ. Thì chắc có lẽ là tạm thời thì mentor Quý tắt webcam đi để cái đường truyền nó được tốt hơn cũng được ạ. Thì trước tiên thì chắc là mentor Quý sẽ chia sẻ về cái chủ đề của buổi sáng ngày hôm nay luôn là cái phương pháp tiếp cận với toán cho data science đúng không ạ? Lần nào cảm thấy hơi khó nghe thì mọi người nhớ 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 chat nhé, để mình có thể biết được là mọi người chưa nghe rõ đoạn đấy. Thì mình sẽ nhắc lại cái nội dung đấy để tránh cái việc là
do ảnh hưởng của mạng mà lại không 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 truyền tải được hết cái nội dung mà trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay mình đã chuẩn bị. Vâng ạ, thì mời phần trình bày của mentor luôn ạ. Mời quý trình bày thì có thể là sau phần trình bày của quý thì bắt đầu mình sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn học viên đã gửi lên trước đó quý ha. Dạ vâng, em sẽ cố gắng đẩy nhanh cái phần trình bày, sau đấy thì mình sẽ dành thời gian để mọi người có thể hỏi đáp lẫn nhau cũng như trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi lên trước trước khi cái buổi ngày hôm nay bắt đầu. À, Thì bây dạ vâng. giờ em sẽ share lên cái màn hình của em nhé. Rồi, ok, mọi người có nhìn thấy màn hình của em không À, đã thấy màn hình của bên quý rồi đó, quý có tiếp tục phần trình bày ạ. ạ? Trình bày của mình thì chủ yếu sẽ nói về cái việc là làm sao để học toán một cách hiệu quả ở trong các cái môn liên quan đến training với data science. Thì có là người lớn và cũng có tương đối nhiều điểm mọi người vẫn chưa thống nhất được với nhau là học toán thì để làm gì hay là toán thì nó quan trọng thế nào. Nhưng mà riêng với machine learning và thì không ai phải cãi quá là nhiều tại sao nó lại quan trọng. Tuy nhiên thì cái mức độ quan trọng của nó ở trong mỗi cái thời điểm mà mình học ấy, hay trong mỗi cái lộ trình mình học thì nó sẽ khác nhau, và nó cũng có cái tầm quan trọng khác nhau khi ở mỗi cái level. Giả sử như mình mới là người bắt đầu thì có thể là cái học toán nó không quá quan trọng, nó chỉ là làm sao để mình hiểu được những cái căn bản nhất thôi, còn tại sao nó lại như thế thì mình có thể bỏ qua. Tuy nhiên thì để sau này mình muốn có thể tiếp cận được hay có thể cải thiện được cái kết quả mà mình làm ra và mình nâng cao được cái kỹ năng của mình thì chắc chắn là cái việc học toán là việc không thể tránh khỏi. Nó là cái điều kiện bắt buộc để mọi người có thể tự có thể tìm hiểu cũng có thể cải tiến cũng như có tạo ra những cái gì nó mang tính chất cá nhân hóa cho từng cái dự án mà mọi người tham gia. Bởi vì giả sử như trong cái tình huống mình sử dụng thư viện thì cái thư viện nó là một cái công cụ người ta build ra dành cho tất cả các tình huống, nó ở cái mức level basic, tức là mọi người tưởng tượng nếu mà chúng ta ôm cái thư viện đấy và thực hiện một cái bài toán nào đó thì thường nó sẽ ở một cái mức căn bản. Ví dụ như mình nếu mình chấm ra điểm thì nó khoảng tầm 7 đến 8 điểm, hoặc có thể đôi khi là một số bài toán rất tốt về mặt đầu vào thì nó có thể lên đến 9 điểm, nhưng mà rất khó để mình đạt cái điểm số cao hơn như thế. Để được cao hơn như thế thì cần rất nhiều technique, và một trong số những cái phần đó là mình cần hiểu cái phần toán nó xử lý ở bên trong như thế nào. Thì cái buổi ngày hôm nay thì sẽ có 5 mục chính. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ kiến thức toán cho cái lĩnh vực machine learning và data science thì gồm những cái nội dung nào. Thứ hai nữa là cái cách học đối với những cái phần kiến thức này và cái cách tiếp cận nào sẽ hiệu quả. Thứ ba là mình sẽ sử dụng các cái nguồn tài nguyên học liệu như nào trong quá trình học, bởi vì có rất nhiều tài nguyên và cũng rất nhiều học liệu, và đa phần mọi người hoặc là như cá nhân của em trước đây thôi, cá nhân của mình trước đây thôi thì cũng đã rơi vào cái tình huống đấy là mình đi hỏi rất nhiều người về các cái tài liệu, nhưng mà sau khi mình xin xong thì mình cũng chỉ để đấy cho yên tâm thôi, chứ mình cũng không không có hoàn thành một cái nào một cách nghiêm túc nó cả, không có thực hiện một cái tài liệu nó nhất quán từ đầu đến cuối. Và tiếp theo đấy thì mình sẽ đặt ra một cái vấn đề là làm sao để áp dụng được các kiến thức toán vào trong machine learning và data, bởi vì như ngay cái vấn đề ban đầu mình khi mình bước vào cái buổi chia sẻ ngày nay mình đã đề cập đến là rất nhiều bạn học viên hỏi mình là không hiểu là toán sẽ áp dụng ở những cái phần nào, bởi vì rõ ràng là toán rất quan trọng nhưng mà không ai biết là nó quan trọng ở ở giai đoạn nào hay là áp dụng ra sao. Và đến phần cuối cùng thì mình sẽ đi vào các cái phần tổng kết cũng như là hỏi đáp. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua một chút, cái này thì mình không đi quá sâu đâu. Lát nữa thì mình sẽ gửi cho cái tài liệu đi kèm những cái phần này, thì để có thể đi sâu vào nó thì mình sẽ phải sử dụng những cái tài liệu đấy. Thì tổng hợp lại theo cái đầu mục của các cái nhóm kiến thức trong toán thì mình có mấy cái gạch đầu dòng như sau. Thì đầu tiên là về đại số tuyến tính. Ở trong cái này thì có một số đa phần các nội dung thì mình nội dung chuyên môn mình không dịch ra tiếng Việt, là bởi vì mình không tìm được cái từ nào ưng ý, hoặc là dịch ra nghe nó không hay bằng cái từ gốc. Chúng tôi mình để nguyên các bạn học viên cũng có thể lấy các cái keyword này và search thì nó cũng sau này cũng sẽ dễ cho việc tìm kiếm tài liệu. Về những tài liệu này mà khi tìm bằng tiếng Việt thì nó ra rất nhiều cái rác mà đọc nó cũng tương đối là rối, nên mình giữ nguyên nó. Ở trong linear algebra thì mình sẽ có một số kiến thức liên quan phần matrix này, vector, linear independent, rank, linear mapping, matrix decomposition, matrix approximation. Thì những cái phần dụ liên quan đến phần tính toán ma trận như kiểu nghịch đảo này, cộng trừ nhân chia này, tách ma trận này, hay là các cái hệ độc lập tuyến tính hay là hệ phụ thuộc tuyến tính này. Việc xấp xỉ ma trận là những cái bài toán mà mình thường xuyên phải gặp phải trong cái quá trình mình làm. Có cái là mình không hề nhìn thấy cái việc đấy mà các thư viện nó đã làm cho mình rồi, ngay như kể cả cái việc tính toán các matrix này, hay là một cái hệ độc lập tuyến tính hay không độc lập tuyến tính. Thì ở trong các bài toán regression hay là các bài toán classification mình cũng gặp rất là nhiều.
mình sẽ phải ví dụ như là ở trong cái phần correlation ấy thì mình cố gắng loại bỏ đi những cái phần mà correlate cao với nhau ấy, các cái behavior mà có cái tương quan cao với nhau ấy. Thì cũng chính cái mục tiêu là mình để lọc ra một cái hệ mà nó là độc lập tuyến tính, tránh cho các cái behavior nó bị phụ thuộc vào nhau. Phần thứ hai là phần analytic geometry, thì cái phần này nó khi mà mọi người học về data thì mình nghe rất nhiều những cái lý thuyết về norm, L1 norm, L2 norm, xong thì các cái chuẩn khác nhau. Đây là cái các cái cách tính distance trong không gian này, thì những cái phần này nó là một phần tương đối quan trọng, bởi vì cái việc là mình khi mình xử lý với matrix này hay là xử lý với vector này, mình phải chiếu, mình phải tính khoảng cách giữa các vector này, hay mình chiếu các mang trận từ một cái mặt phẳng A sang một cái mặt phẳng A sang một cái mặt phẳng B để cái bài toán của mình nó được đơn giản hơn, hay là được thu nhỏ cái matrix đầu vào của mình. Đó là cái việc mà thường xuyên mình gặp phải rồi. Phần một phần nữa cũng rất là quan trọng, đấy là phần calculus. Cái phần này thì chắc là dịch ra thì nó gọi là cái phần giải tích, cái môn giải tích ấy. Thì cái phần này thì cái phần đạo hàm của matrix này, đạo hàm của vector là hai cái phần mà gần như tự động đến bài toán đầu tiên trong trong data science là mình đã gặp phải nó rồi. Cái phần là để làm sao để đi tìm được các cái bộ weight cho cái model regression của mình này, hai nữa là đi tìm các cái hàm tối ưu này, chứng minh là hàm rồi này. Các cái kiến thức liên quan thì gần như là mình động một cái, cứ động đến phần tối ưu là mình đã phải đi sờ đến phần gradient rồi. Một cái phần nữa đấy là phần probability và statistic, thì cái phần này thì mọi người trong học thì mình cảm giác là mọi người rất hay bị stuck cái phần này, bởi vì mọi người không hiểu là tại sao cái probability statistic nó quan trọng như thế nhưng mà lại không thấy nó đề cập đến khi mà mình học các cái model. Thêm thì các cái model của mình nó sẽ có hai hướng một toán ở trong như cái này thì mình gọi chung là toán, thực ra nó không thuộc khỏi ngành toán rồi, nó là một cái bộ môn riêng, không được gọi chung là toán nữa, nó biết như thế nên thôi. Trong cái phần statistic ấy, thì statistic model tức là mình có thể giải thích các cái model ấy thông qua phần 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 xác suất thống kê này, thì lát nữa mình sẽ lấy một cái ví dụ làm sao để mình có thể giải thích một cái tình huống trong cái model regression mà giải thích cả bằng cái hướng đại số tuyến tính lẫn bằng xác suất thống kê. Và một phần nữa cũng mình gặp khá là thường xuyên nên phần optimization thì nó là phần chung rồi, ví dụ như là đi tìm các bộ weight để sao cho cái object function của mình đạt giá trị là minimize này, hay là maximize một cái bất kỳ một cái function nào đó, thì động đến cái phần kiến thức về optimization này. Thì đây là những cái đầu mục lớn mà mình sẽ phải nắm. Ở trong những cái này thì nó sẽ có những cái chi tiết nhỏ hơn, ví dụ như là trong cùng cái việc là matrix decomposition thì nó cũng có rất nhiều cái lý thuyết, cũng rất nhiều cái định nghĩa hay định lý để có thể xử lý cái bài toán này, thì mỗi cái đó nó lại break ra một cái mục nhỏ hơn, thì dựa vào cái phần keyword lớn này thì mình sẽ có thể đọc những phần keyword nhỏ đấy. Và nữa mình sẽ gợi ý một số tài liệu mà mình sau khi mình đọc và mình học ở bên kia thì mình cảm thấy nó dễ cho mình tiếp cận nhất và nó cũng tóm tắt nhất để cho mọi người để đi theo, và cũng rất là may là nó cũng bám sát vào cái những cái nội dung mà mình vừa mới liệt kê ra ở đây. Thì đây là những cái kiến thức toán mà mình nghĩ là nó rất là cần cho data trong cái lĩnh vực data science. Thì ngoài cái phần ở thực ra ở mỗi kiến thức này nó cũng có rất nhiều level mọi người có thể hiểu này, mọi người có thể chứng minh, mọi người có thể mở rộng nó, thì có rất nhiều level mình có thể tiếp cận, thì tùy theo cái giai đoạn đấy mình tập trung vào cái công việc nào thì mình sẽ có thể tìm hiểu những kiến thức tương ứng. Ok, thì có hai cái cách tiếp cận có hai cách tiếp cận mà mình thấy phổ biến nhất đối với tòa học toán. Thì cái hồi mà mình học ở khoa tự nhiên ấy, thì chủ yếu là mọi người sẽ hiểu nó thôi, hiểu sơ qua một chút, sau đó thì mình sẽ áp dụng nó vào trong thực tế, tức là mình áp dụng nó vào trong các cái mô đồ luôn. Tuy nhiên là ở bên khoa tự nhiên thì các thầy cô không bắt mình phải đi chứng minh lại tất cả các định lý thuyết đấy, nhưng mà nó đấy cái đấy nó cũng là một cái sự khác biệt giữa khi mình học ở Việt Nam và Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha cái học nước ngoài thì nó cũng tùy trường nhé, bởi vì không phải trường nào nó cũng giống trường nào đâu, cũng có những trường thì học họ yêu cầu học rất là nhẹ thôi, nhưng cũng có những trường họ yêu cầu học rất là sâu, thì tùy theo chương trình. Ở trong cái chương trình của mình thì các thầy cô yêu cầu mình là bất cứ những cái định lý hay định nghĩa nào hay những cái lý thuyết nào mà mình muốn sử dụng nó trong cái bài làm của mình thì mình đều phải chứng minh nó. Tức là giả sử như mình muốn sử dụng cái định lý PS này hay là một số cái lý thuyết khác ấy, thì mình phải chứng minh tại sao trong tình huống đấy nó lại sử dụng được. Bởi vì
mỗi cái định nghĩa hay định lý đấy nó đều có một cái assumption hay là những cái giả định đầu vào, là mình phải đạt được cái giả định đấy thì mình được phép tiếp cận. Còn thông thường khi mà nếu mà mình chỉ học một cách qua qua thôi thì mình sẽ gần như mình bỏ qua những cái giả định đấy, gần như mình cứ bê luôn cái mô hình và mình sử dụng nó thôi, và mình cũng không cần quan tâm được giả định đầu vào cái bài toán của mình nó có đạt được hay không. Thì nó hai cái đó nó cũng là hai cái cách tiếp cận mà mình nghĩ là không có cái nào là tệ hay là không có cái nào là tốt hơn hẳn cả. Trong cái tình huống khi mình mới học thì mình nên chọn cái phương án là mình chỉ cần hiểu qua là thôi để mình bắt đầu. Còn trong tình huống là khi mình đã muốn đào sâu vào một cái model rồi, mình đi chuyên sâu vào một bài toán thôi, thì mình bắt đầu phải đi hiểu một cách ngọn ngành. Có thể chứng minh có thể mình không cần nhớ, nhưng mà ít nhất mình phải hiểu cái cách để chứng minh. Về trong cái cách chứng minh ấy, thì nó suy ra rất logic tại sao lại có cái điều A, tại sao lại từ điều B mà lại suy ra được điều A. Thì từ những cái đó mình mới hiểu được à, trong bài toán của mình cái đặc tính như thế thì mình có áp dụng được cái model này hay không, hay có áp dụng được cái bộ công thức này hay không. Bởi vì nếu mà trong tình huống mình cứ cố áp dụng một cái model nào đấy mà nó không đạt được cái điều kiện đầu vào thì đôi khi kết quả của nó sẽ không thể nào tốt được. Thay vào đó mình có thể chọn một cái model nó yếu hơn chẳng hạn, nhưng mà nó lại phù hợp với cái điều kiện đầu vào hay là phù hợp với cái dữ liệu của mình thì nó lại cho một kết quả tốt hơn. Thì hai cái phương pháp này thì hồi đầu tiên mình sang bên đây nha thì mình cũng đặt câu hỏi là tại sao mình lại phải đi nhớ tất cả những cái đấy. Thầy cô rất là khó khăn trong cái việc là nếu bài kiểm tra của mình không chứng minh được trước khi mình dùng thì thầy cô sẽ cho không điểm luôn vào đấy và không thể tại sao cả. Tất cả những cái mình sử dụng thì đều phải nói lý do là tại sao mình được phép sử dụng ở trong cái bài làm đấy. Mình cũng đặt câu hỏi ngược lại là tại sao mình lại phải đi nhớ nó trong khi tất cả các sách tài nguyên tài liệu thì nó đều chứng minh đấy rồi. Nhưng mà về sau này mình mới thấy là từ những cái đó thì mình nắm được cái phần kiến thức bên dưới của nó sâu hơn, và trong cái bài toán của mình hiểu rất là rõ cái phần nào nó sẽ đi đến đâu và cái mình thay đổi những cái yếu tố gì ở bên dưới thì nó sẽ tác động đến phần đầu ra của mình như thế nào. Bởi vì mình nắm được là từng cái bước, từng cái step một nó sẽ xử lý, nó sẽ đi qua những cái phần nội dung nào. Để đến là mình muốn điều chỉnh một cái phần output thì mình biết là mình cần điều chỉnh thông số nào, mình giảm hay mình tăng hay mình phân bổ những tỷ lệ, bởi vì những cái thông số đấy nó cũng sẽ tác động lẫn nhau nữa. Thế nên là cái phần này thì nó phù hợp với một người là khi mình đã chọn được một cái hướng đi rất là cụ thể rồi, hay rất một cái bài toán mình cần tập trung rất là sâu trong một khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ phù hợp với cái phương pháp này. Mình sẽ lựa chọn một cái model nào đấy mà mình cảm thấy ưng ý, sau đấy mình sẽ đọc sâu nó, là mình xem là tại sao nó lại có cái model đấy, tại sao nó lại áp dụng được cái giả thuyết này và nó có đáp ứng được những cái yêu cầu đầu vào hay không. Thì đấy là cái cách mà mình sẽ tận dụng nó để mình học, mình đào sâu được cái mô hình của mình. Còn trong cái thời điểm mà mình mới học chỉ để cố cố gắng chạy của mình giải quyết ra bài toán ấy, ra nó ra một kết quả, thì có thể mình bỏ qua được các cái phần sâu bên dưới đấy. Ít nhất là mình hiểu được là đề bài nó sẽ yêu cầu mình, hay là cái mô hình nó sẽ yêu cầu mình là mình cần đưa vào cái thông tin gì, kích cỡ ra làm sao, đáp ứng tiêu chí đầu vào như nào, và cái đầu ra của nó thì nó lại trả cho mình cái thông tin gì. Giả sử như cũng có mô hình thì nó trả cho mình một cái nhãn cụ thể, có những mô hình thì nó lại trả ra xác suất của từng cái nhãn đó, thì mình phải nắm rõ được những cái đấy. Bởi vì cái mức đơn giản nhất là mình cũng phải hiểu được cái mô hình của mình như vậy. Thứ hai là cái phần toán thế thôi, phần toán mình có thể không biết là cái việc là nghịch đảo ma trận của nó như nào, nhưng phải hiểu được tính chất của nghịch đảo ma trận là gì, hay là mình có thể không được dành lắm trong cái việc tính hạng của ma trận hay là bất cứ một cái lý thuyết nào đó, nhưng mà mình phải hiểu được là nó sẽ giải quyết cho mình bài toán gì để sau này khi mình cần đến là mình có thể biết cái chỗ đó để mình tìm lại, mình đọc nó. Chứ bây giờ nếu mà mình tiếp cận một bài toán hay bất cứ một vấn đề nào mà mình không hiểu rõ là nó sẽ có đầu vào đầu ra như nào, bên trong mình cũng đã không biết là nó sẽ xử lý ra làm sao rồi, thì rất khó để mình có thể control được cái phần kết quả của nó. Khi mà được hỏi là tại sao nó lại cho ra như này, mình cũng sẽ không, rất khó để trả lời là tại sao nó như thế. Thì thông thường ấy, các cái thuật toán hay là các cái model ấy thì nó yêu cầu rất là nhiều những cái dạy đầu vào, ngay như cả cái lý thuyết về Bayes cũng thế, hay là các cái mô hình của mình thì những cái giả sử như là cái mô hình thường thì nó yêu cầu mình là các cái quan sát của mình đều là độc lập với nhau để nó xác định một cái hệ độc lập tuyến tính. Tuy nhiên thì trong quá trình làm thì thông thường mọi người chả ai check cái hệ của mình nó có là độc lập tuyến tính hay không, hay là nó là phụ thuộc tuyến tính, vì người ta cũng hy vọng là nó pass cái này và để cho bài toán đơn giản thì mình coi như mình nhục, mình bỏ qua nó, và những cái đó nó sẽ phản ánh là cái sai số của mình. Nhưng cái đó thì trong cái việc là mình đi vào lý thuyết ý, thì nó sẽ không đồng, nó sẽ như thế, nó sẽ không phù hợp, bởi vì trong lý thuyết đã đi xử lý vấn đề thì nó phải chứng minh được pass các cái bệnh đầu vào hay các assumption của nó thì mình được sử dụng. Và không phải thuật toán nào thì mình cũng có thể bỏ qua được những cái giả định đó. Có những cái giả định nó thực sự nó là rất quan trọng
và có thể quyết định được cái việc là cái mô hình của mình có được chấp nhận trong cái bài toán này hay không. Ngay kể cả như cái kết quả khi mình chạy nó tốt, nhưng mà nếu mà cái giả định nó không pass thì có thể là trong cái tình huống nhất định ở đấy nó sẽ thể hiện lại cái mô hình rất là tệ. Thế nên là khi mình đọc đến một cái model đồ đấy thì mình biết nhất mình phải biết là cái model này nó yêu cầu những cái giả định nào, mình biết được cái dữ liệu của mình liệu có khả năng để check những cái giả định đấy hay không. Thì những cái phần này thì nó thông thường thì các thuật toán thì không quá quan trọng, nhưng có một số thuật toán đặc thù là nó yêu cầu rất là ngặt nghèo, nên là mình phải chú ý, mình phải đọc kỹ rất kỹ những cái document của các cái thuật toán hay các cái mô hình đấy. Còn nhưng mà khi mà tiếp cận theo một cái hướng khác ấy, mình quá tập trung vào cái việc chứng minh các cái lý thuyết hay là hiểu quá rõ cái lý thuyết ấy, thì nó sẽ chiếm rất là nhiều cái thời gian học của mình. Và các cái vấn đề trong machine learning hay data science ấy, thì như mình cũng có vừa đề cập ấy, nó là các bài toán xấp xỉ, thế nên là có nhiều tình huống thì mình có thể bỏ qua được những cái giả định này mà mình coi nó à, bởi vì bài toán xấp xỉ thì mình có thể chấp nhận một số những cái sai sót hay một số những cái yêu cầu đầu vào mà nó không pass, nhưng mà nó sẽ được phản ánh ở trong một cái sai số nào đấy đủ nhỏ thì mình có thể chấp nhận cái phương pháp hay cách tiếp cận đấy. Thì tựu chung lại ở đây thì khi mình tiếp cận một cái bất kỳ một thuật toán nào đấy, mình sẽ phải đọc qua nó, là mình đọc xem là thuật toán này thì nó yêu cầu những phần đầu vào nào, những phần đầu vào đấy thì nó để phục vụ cho mục đích gì. Nếu cái phần đầu vào của nó là một cái key hay là cái cốt lõi của cái thuật toán, nó là một cái quyết định xem là thuật toán được sử dụng hay không, thì mình rất phải cẩn trọng cái việc là mình phải kiểm tra kỹ cái phần 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 mô hình của mình nó có phù hợp với bài toán đấy hay không. Còn nếu mà một thuật toán họ không đề cập quá sâu đến cái phần đấy, họ cũng không có cái alert nào, thì mình có thể ok mình bỏ qua, mình đi thẳng vào cái phần mình xử lý toán thôi, và mình chấp nhận à cái bài toán này nó có thể sai số trong cái khoảng nào đấy, và mình control được cái sai số đấy là đã là thành công của thuật toán rồi. Ok thì cái phần này thì mình cũng đã vừa mới đề cập qua rồi, thì cái cách học nào sẽ hiệu quả hơn thì nó không có một câu trả lời nào đúng cho mọi hoàn cảnh cả, nó sẽ phù hợp với giai đoạn mình học. Mới khi mình mới học thì mình có thể bỏ qua được cái phần này, và mình làm sao để có thể đáp ứng được cái đầu vào của nó và kiểm soát hiểu được cái đầu ra của nó, đảm bảo được cái tiêu chí là miễn sao cái kết quả đầu ra nó, và mình phải kiểm soát được cái phần đầu vào đầu ra của mình sao cho kết quả của nó là chấp nhận được. Còn cái cách học thứ hai là mình sẽ khi mà cái mô hình của mình đã chạy rồi, đã có kết quả rồi, mình đã có áp dụng rồi, thì mình sẽ tìm tìm hiểu xem à cái thuật toán của mình bây giờ mình muốn tối ưu lại nó, hay là mình muốn nâng cao cái hiệu năng của cái thuật toán lên thì mình sẽ phải làm như nào. Có trong cái phần này thì có rất nhiều phương pháp để mình có thể xử lý. Thứ nhất là mình có thể đi tìm kiếm thêm dữ liệu này, hay là lựa chọn một cái model khác mạnh mạnh mẽ hơn, hay là kết hợp rất nhiều các model lại với nhau. Ngoài ra thì có một cái, nếu mà trong trường hợp mà bạn không tìm được cái mô hình nào nó tốt hơn, hay là không có thể nào mà có lấy được thêm dữ liệu, thì cái việc tối ưu lại các phần tính toán bên dưới nó cũng sẽ là một trong số những cái phương pháp mà hiệu quả nhất đối với cái cách học này. Và cái này thì khi mà mình học thì mình cố gắng đặt một cái mục tiêu trong cái khoảng thời gian này, thì mục tiêu của mình là gì, mình mục tiêu của mình là văn được thuật toán thì mình bỏ qua và mình chọn phương pháp tiếp cận thứ nhất. Còn nếu mà mình mục tiêu là mình phải tạo ra được một cái thay đổi trong cái thuật toán đấy, thì mình lựa chọn cái phương pháp thứ hai. Hai cái này thì cái phương pháp thứ hai thì nó yêu cầu đến cái kiến thức toán nhiều hơn, sự nắm nắm rõ cái yêu cầu đầu vào đầu ra cũng như cách xử lý trong từng cái giai đoạn của nó sẽ yêu cầu cao hơn hẳn ở trong cái lớp thứ nhất, ở trong 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 cái cách học này. Ok, đối với cái phần tài nguyên cũng như học liệu thì rất là đa dạng, bởi vì bây giờ cái kiến thức liên quan đến toán, đặc biệt là dành cho data science hay là cho machine learning, thì nó là một trong những cái phần mà được rất nhiều người tìm kiếm. Cho nên là việc tìm kiếm cái tài liệu cho cái phần này thì nó không hề khó, mà nó mọi người khi khi mình học thì mình rất dễ rơi vào cái tình huống là vì có quá nhiều tài liệu, mình cũng không biết sử dụng tài liệu như thế nào, kết hợp nó ra làm sao để có thể có cái hiệu quả cao nhất. Trong đây thì mình có tổng hợp lại một số những cái tài liệu mà thường mọi người hay sử dụng, hay là mình cảm thấy là nó hay nhất. Thì đầu tiên nó là các cái course online, thì cái này thì rất là nổi tiếng rồi, của MIT, Stanford và Harvard, thì có thể tìm thẳng trên các trang web của các cái trường này. Đây mình cũng để một cái link của MIT, cái link của MIT này thì nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình thấy là các kiến thức của nó học mình vẫn có thể áp dụng được tương đối là nhiều, và gần như là cũng khá là hay nữa, dễ hiểu, nên mình đã để một cái link đây. Ngoài ra thì của Stanford thì cũng 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 rất là nổi tiếng. Thì cái này thì mình chọn theo course nào cũng được thôi, miễn là mình theo được từ đầu đến cuối của cái course đó, đừng đừng nhảy ngang dọc, bởi vì
cái việc nhảy ngang dọc nó không nhất quán cái kiến thức. Ví dụ như cái phần nội dung này ở cái course A nó đã giải rồi, nhưng mà đến mình nhảy sang course B thì nó lại bị lặp lại, hoặc là nó lại bỏ mất một cái phần nội dung C nào đấy, thì đến cuối cùng là mình sẽ bị hỏng một một vài chỗ. Nhưng cái phần này thì nó cũng khi mà mình đã học ở một cái level rất là kỹ rồi thì cái phần này thì nó cũng không quá quan trọng, bởi vì mình biết phần nào là bị thiếu, phần nào là mình đã học rồi. Tuy nhiên thì trong cái một cái flow thì mình cố gắng là mình nên chọn một cái phù hợp rồi mình đi theo từ đầu đến cuối, bởi vì thực ra cái course của những cái trường lớn này thì phải thừa nhận là họ làm rất là tốt, nên là nếu đi theo một cái được nếu đi theo được một cái từ đầu đến cuối thì chắc chắn là bảo là mình sẽ có những kiến thức đầy đủ cho cái mảng kiến thức mà mình đang học này. Ví dụ như linear algebra thì mình đã tích hợp cái link ở đây, thì yên tâm là chỉ cần theo được một cái thôi, sau đấy thì có thể bỏ qua tất cả những cái phần khác, tại vì một là đủ rồi. Ngay nữa, cái cách học thứ hai là sử dụng các cái sách. Thì mình ở cái hồi mình học ở bên Tây Ban Nha thì thầy cô yêu cầu đọc khá là nhiều sách, lúc nào cũng phải ngồi thư viện để đọc cái phần nội dung này. Thì trong cái khoảng thời gian đấy mình có tìm được hai cái cuốn mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Thì trong hai cái cuốn này nó chắc là mình sẽ ngừng cái phần share screen để mình mở tạm cái book này lên. Trong hai cái cuốn này thì có một cuốn là một cuốn chi tiết, còn một cuốn là một cuốn tóm lược thôi. Cái cuốn ở đây thì mọi người nhìn màn hình của mình nhé, thì cái cuốn Mathematics for Machine Learning này là một cái cuốn tổng hợp mà nó cũng không quá dài, nó chỉ khoảng đâu đấy khoảng 400 trang, chưa đến 400 trang. Đến hết phần nội dung của nó chiếc chỉ khoảng tầm 350, nhưng mà cái phần toán thì nó chỉ chiếm một nửa trong này thôi, tức là phần toán của nó sẽ đến ở trong cái phần part 1. Cái phần part 1 của nó thì có những cái phần kiến thức giống như mình vừa mới liệt kê, thì cái phần toán của nó chiếm khoảng tầm hơn 200 trang, 250 trang. Thì cái phần này nó tổng hợp tất cả những cái nội dung mà mình cảm thấy cần thiết, chỉ cần hiểu được hết những cái phần này đã rất là chắc và rất là vững để có thể đào sâu vào các thuật toán rồi, để đào sâu vào các cái mô hình mà mình sử dụng rồi. Còn cái phần sau đây thì nó cái phần 2 của cái cuốn này nó sẽ giải thích về cái việc mà mình áp dụng các cái lý thuyết này trong machine learning và trong data science như nào, giả sử như là maximum likelihood này, hay là PCA này, hay là các cái kernel classification problem này, hay Gaussian Gaussian mixture. Thì những cái phần này nó là những cái mà cái quyển này nó hay ở một chỗ đấy là nó giới thiệu cho mình hết tất cả kiến thức toán cần thiết, và cái nó đủ sâu để mình hiểu được và tại nó chứng minh các cái lý thuyết đấy ra làm sao. Và sau khi nó đã đưa ra các cái lý thuyết về toán này rồi thì nó cũng sẽ giải thích cho mình là nó áp dụng, vậy thì kiến thức toán nó áp dụng trong các cái bài toán hay trong các vấn đề của machine learning hay là problem của data science nó như thế nào. Thì cuốn này rất là hay, đọc được hết cuốn này thì gần như là trọn vẹn toàn bộ những cái gì mà mình muốn truyền đạt. Còn một cái cuốn thứ hai là cái cuốn nó hơi sâu một chút, thì cái cuốn này của trường Pennsylvania, À, cái anh Quý ơi, cuốn anh share cái màn hình bên đó được không anh? Đó, họ đã không nhìn được hả? Dạ. Chờ anh một xíu, chờ anh một xíu để anh xem làm sao để có thể share được cái màn hình này. Đây. Đây, đây là cái cuốn tổng hợp mà mình vừa mới nói đến cho em mọi người, tại mình cũng không 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 quen với Zoom lắm. Thì đây là cái cuốn Em sách mình tổng thấy cái slide PowerPoint thôi chứ em chưa có thấy cái quyển sách. anh đã chọn được cái phần machine learning ở cái cuốn sách này rồi. Em có nhìn thấy màn hình cái cuốn sách của anh không? Bây giờ vẫn chưa, bây giờ vẫn thấy cái slide nên sử dụng tài nguyên học liệu thế như như nào. Nó chuyển chưa hay vẫn là slide? Vẫn là slide. Em nhớ là Share lại nhé. Share lại screen. Ok, bây giờ mọi người đã thấy cái cuốn sách chưa? ok Ok. Thì đây là cái cuốn sách mà anh giới thiệu, thì anh cũng có đính kèm cái link file mà anh đã upload lên hai cuốn này rồi. Thì anh nói lại một chút về cái cuốn Mathematics for Machine Learning này. Cái cuốn này thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần toán và phần thứ hai là cái phần
ứng dụng phần toán đấy trong machine learning problem nó như thế nào. Thì cái phần toán này nó sẽ đi hết tất cả những nội dung mà anh vừa mới đề cập về optimization này, số thống kê này, matrix decomposition, geometry này, linear algebra và một số cái phần kiến thức liên quan. Ở trong này thì nó có cả bài tập nên là yên tâm là sau khi nếu mà mọi người đọc hết 7 cái mục này thì chắc chắn là phần toán nó rất là vững rồi. Vì trong cái phần này thì nó cũng có relate đến một số cái kiến thức khác thì từ đó mọi người phải có cái keyword để đọc thêm. Nhưng mà nhìn chung đã chỉ cần hiểu được những cái phần mà nó trình bày trong đây thôi. Nó viết cái cuốn này viết rất là tóm tắt và dễ hiểu. Nó có cái sự nhất quán từ đầu đến cuối, thế nên là chỉ cần đi theo đúng một cuốn này là mình đã cảm thấy là kiến thức toán đã đủ cho các cái môn data science hay machine learning rồi. Còn phần thứ hai của nó thì nó cũng rất là hay, là nó giải thích rõ ràng, tức là thông thường mọi người cũng hay đặt ra câu hỏi là ví dụ như cái bài toán linear regression tại sao nó lại suy ra được những cái đấy, hay là cái phần linear regression nó liên quan đến phần thống kê như thế nào ấy, thì trong cuốn sách này nó có giải thích hết tất cả những cái phần đó. Thì giả sử bây giờ mình sẽ đi vào cái phần mình giới thiệu qua thôi nhé. Cái phần này thì nó là phần nó rất là sâu rồi nên là mình giới thiệu qua một chút thôi. Cái phần regression ấy thì có một cái nội dung mà không phải ai cũng nắm được, đấy là làm sao để xây ra cái phần 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 code function ấy, cái phần object function của mình ấy. Mình phải đi tối ưu, mình phải đi tìm minimize, mình đi tìm weight để minimize cái hàm đấy. Thì có một cái cách giải thích tương đối dễ, đấy là mình chỉ cần tính cái sự khác nhau giữa cái giá trị mình predict ra và giá trị mà thực tế nó có, sau đấy thì mình tính khoảng cách giữa hai cái giá trị đó và mình có thể chọn là bình phương lên để có thể tính toán dễ hơn mà nó vẫn phản ánh được cái khoảng cách. Thì còn một cách thứ hai nữa là mình sẽ soát thống kê. Xuất phát từ thống kê thì nó đơn giản là nó tiếp cận theo hướng là đi tìm ra một cái hàm maximum likelihood function. Maximum likelihood function ấy, nó có ý nghĩa là nó sẽ đi tìm ra cái xác suất lớn nhất sao cho quan sát được cái tập dữ liệu với những cái x và một cái bộ weight mà mình mới giả định như thế. Thì nó là cái xác suất điều kiện thôi, nó sẽ chính là cái phần xác suất của y này với cái điều kiện x và các cái weight mà mình có. Thì cái việc mà đi xây ra một cái hàm maximum likelihood function ấy, ở đây nó sẽ tính xác suất của cả cái tập đấy, ví dụ như xác suất của cái tập y với điều kiện là mình quan sát thấy x và một cái bộ 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 theta chính là bộ weight của mình ấy, mình giả định như phần đầu vào của mình. Thì để tính được xác suất của nó thì mình phải đi ở đây mình nó có một cái giả định, đấy là tất cả các data point độc lập dẫn đến cái việc là xác suất của cả cái tập dataset đấy nó sẽ là tích của xác suất của từng cái data point một. Thì đây chính là một cái giả định đầu vào mà như lúc đầu mình có nói qua, là ở trong hầu hết các cái thuật toán thì đều có những giả định mà đôi khi mình làm mình có thể bị bỏ qua, mình không tính những giả định đấy, nhưng mà nó vì những giả định đấy nó mới xây được lên những cái công thức mà mình đang sử dụng hiện tại. Thì để mà mình xây được một công thức tích xác suất của các cái data point này để ra được cái xác suất của cả một cái dataset thì các cái data point ở trong đó nó phải là độc lập với nhau. Ngay nữa là sau khi mình đã xây được một cái hàm xác suất như này, bây giờ mục tiêu của mình đi maximize cái hàm này thì nó sẽ có một cái nữa là đây chính là cái phần mình vừa nói, mình sẽ phải đi tìm cái bộ theta sao cho cái mình maximize được cái hàm xác suất mà mình vừa mới tìm được lên trên. Thì lại áp dụng thêm một kiến thức toán nữa là phần log. Phần log này thì nó có đặc tính là hàm log là một hàm đồng biến. Khi mình lấy log của một cái hàm a lên thì mình tìm maximize của cái hàm hàm log ấy, thì cũng tương tự như việc mình đi tìm maximize của hàm a, nhưng mà khi mình lấy log thì nó giúp cho cái bậc của mình nó giảm hẳn xuống, bởi vì log của tích ấy, thì nó sẽ bằng tổng của các log. Thế nên là bây giờ mình sẽ có một cái bậc mô hình nó rất là cao là bậc n ứng với n data point ấy, thì bây giờ mình có thể kéo nó xuống. Cái bậc của nó bây giờ nó sẽ đưa về cái hàm như này, mình sẽ đưa về được một cái hàm như này. Nhưng mà cái hàm log, bởi vì rõ ràng là mình đang đi maximum likelihood thì nó hơi ngược với một chút so với cái phần lý thuyết về mình đi tìm cực tiểu của hàm mất mát. Thế nên là thay vì mình đi tìm cực đại của hàm log thì mình đi tìm cực tiểu của hàm trừ log đó. Thế là mình đã từ đó mình đã suy ra được một cái hàm như thế này đó. Thì từ cái hàm này thì mình có thể đi tìm minimize của hàm này. Thì mọi người để ý là cái hàm này nó cũng chính là cái hàm log function mà mới khi mình tính là mình thấy ra y thực tế này trừ đi ra chữ y dự đoán này để mình đi tìm ra cái weight là sao cho cái hàm này nó là đạt giá trị nhỏ nhất. Thì đấy luôn luôn nó có những cách tiếp cận cả về trong thống kê lẫn trong 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 đại số tuyến tính. Thì những cái cách tiếp cận này nó luôn đi kèm những cái giả định rất là khác nhau, nên là đôi khi mọi người hỏi là tại sao thống kê nó quan trọng nhưng lại không bao giờ thấy nó nói quá quá nhiều thống kê cho các model, là bởi vì mọi người thông thường chỉ cần biết là trong các tài liệu chỉ nói mỗi mình là mình phải đi tìm các weight ra cho minimize cái hàm này, mà mình cũng đôi khi mình cũng không đặt câu hỏi là cái hàm này nó được suy ra như nào và tại sao nó lại có một cái giá trị như thế. Bởi vì đôi khi mình cái việc mình đo cái hàm mất mát ấy, nó lại không phải là đo cái sự khác nhau giữa y và cái giá trị y mình dự đoán ra, mà mình có một cái thước đo khác để phù hợp hơn bài toán của mình.
thì để muốn custom lại cái hàm mismatch thì mình lại phải quay ngược cái về phần phần core bên dưới này để mình define lại cái hàm loss. Thì đấy là một cái ví dụ nho nhỏ đối với phần làm sao mà toán áp dụng trong các cái thuật toán hay là trong cái phần data science cũng như machine learning mà mình học thôi. Thì trong cái cuốn này thì nó đã giải thích rất rõ gần như tất cả những cái vấn đề mà mình thường xuyên gặp phải hay là mọi người thường đọc đến, và gần như là tất cả những bạn học viên học trong cái chứng chỉ machine learning data science thì đều vấp phải những cái kiến thức này. Thì đây nó giải thích rất rõ là tại sao lại có kiến thức đấy, và nó cũng giúp cho mọi người hiểu được là mình muốn cải tiến hay muốn tối ưu thêm thì mình sẽ đi về đâu, đi về đâu để có thể xử lý cái vấn đề đấy. Thì đây là cái cuốn sách mà tổng quan mà mình highly recommend mọi người đọc full cái cuốn này. Trước đây thì mình cũng đã định sharing cái phần này nhưng vì thời gian nó hơi hạn chế nên mình chưa hoàn thiện được cái nội dung tổng hợp của cái cuốn này. Mình muốn tổng hợp lại nhiều hơn nữa để làm ra một cái mind map. Thì cái phần làm ra mind map thì mình sẽ trình bày sau một chút. Còn cái cuốn thứ hai ấy là một cuốn nó rất là detail. Mình share lại để chắc chắn là mọi người nhìn được cái cuốn này. Đây là cái cuốn thứ hai. Cái cuốn này thì cái idea hay là cái flow của cuốn nó cũng tương tự như thế thôi, nhưng nó viết rất là sâu. Nó cũng chia thành các cái mục, nhưng mà ở trong phần này thì nó rất là nặng về chứng minh. Bằng chứng là cái cuốn này nó cũng có hơn một nghìn trang cơ, rất là dài. Thế nên là phần này nếu mà bạn nào muốn đọc kỹ hay là muốn xem một cái tầng level cao hơn nữa của toán trong machine learning, nhưng toán trong data science thì có thể hoàn toàn sẽ đọc cái cuốn này. Nhưng mình nghĩ là cái cuốn tổng hợp vừa rồi là đủ rồi. Và cái cuốn này dành cho những bạn nào mà sau này khi mà đã có một cái topic rất là rõ ràng và cụ thể rồi mà muốn đọc và để thay đổi hoàn toàn cái phần core bên dưới của toán, hoặc là tự define một cái cách training cho cái thuật toán của mình, thì có thể tìm đến cuốn này. Đó thì là hai cái cuốn sách mà mình cảm thấy khá là tâm đắc trong cái thời gian mình học ở bên kia, mình tổng hợp lại được. Ok, giờ mình quay lại một chút về cái phần nội dung của cái phần slide. Thì cái cuốn sách này thì yên tâm là mình đã để trên cái link, mọi người có thể click vào cái link đó và tải nó về thôi. Rồi ok, mình quay lại cái phần nội dung của slide. Thì ngoài hai cái nguồn học liệu chính là các cái course online và thứ hai nữa là các cái book tổng hợp, thì có một số những cái mà mình cảm thấy cũng khá là hay thì có thể kết hợp được với các cái cheat sheet. Cái cheat sheet thì ở đây mình cũng có đính kèm link. Cái cheat sheet này giống như cái tài liệu tổng hợp thôi, nó giống như kiểu ngày xưa mình có bảng tuần hoàn ấy, hay là các cái bảng liên quan đến những cái kiến thức cần nhớ. Thì cái phần cheat sheet này nó lưu những cái phần thông tin rất rất là tổng quan, nhìn vào có thể hiểu được, có thể nhớ được công thức tính toán. Nhưng mà để có hiểu nắm được hay là hiểu được nội dung bên dưới thì cần phải đọc sách và học cái course này. Và mình cũng đính kèm thêm một cái nữa về các cái câu hỏi thường gặp khi mà mình đi phỏng vấn đối với các cái công việc mà nặng về toán, đặc biệt là đối với training thì data gần thì có đính kèm cái link ở đây để cho mọi người có thể tìm đọc bổ sung thêm. Và ở đây thì mình cũng có nêu lên một vài cái kinh nghiệm cá nhân mà mình làm sao để có thể sử dụng các kinh nghiệm học liệu này cho nó hợp lý nhất. Thú thực là trước khi mình sang bên kia học vậy thì mình học toán nó khá là mơ hồ và luôn luôn là ta câu hỏi là tại sao mình lại phải làm cái này, mình cũng không nhớ được, bởi vì không hiểu rõ nên mình cũng không nhớ được. Mình nếu bảo mình làm thì có thể mình tìm lại tài liệu và mình tìm công thức mình có thể áp dụng được, mình xử lý được bài toán. Nhưng mà tại sao mình lại sử dụng cái công thức đấy thì chắc chắn là rất khó và rất ít tình huống mà mình trả lời được. Thì thế nên là cái việc học này nó kinh nghiệm cá nhân của mình là mình follow theo một cuốn hay là một cái course mà từ đầu đến cuối thì gần như là mọi cái vấn đề là mình đều có thể nắm được và đều có thể giải quyết được. Đấy là cái phần mà tối ưu nhất. Còn trong cái tình huống, trong những cái tình huống mà mình học ấy, thì ví dụ như những cái thuật toán hay những cái nội dung mệnh đề nó khó quá thì mình nên biết, mình chép lại, mình nháp lại các cái cách chứng minh của họ để không phải để nhớ mà để mình hiểu được là nó như thế. Bởi vì khi mình đã biết ra thì rất dễ để mình có thể ngấm được vào đầu. Và sau mỗi cái course hay là mỗi cái chương ấy, thì mình nên xây dựng ra một cái mind map của riêng mình. Cái mind map đấy nó thể hiện được cái việc là mình đã học những cái nội dung gì. Thứ hai nữa là khi mình xây dựng mind map là cái kỹ năng tổng hợp lại hay là tóm tắt lại kiến thức của mình đã rất là tốt rồi, dẫn đến cái việc là sau này có lâu rồi mình không sờ đến thì mình chỉ cần nhìn lại cái mind map thôi là mình đã có thể hiểu được. Thì có rất nhiều những cái mình học bây giờ nhưng nó không sờ đến ngay, thì nếu mà mình không tổng hợp lại hay mình không ghi chép lại thì nó sẽ rất là khó để có thể sau này mình nhớ được. Mình gần như là mình sờ vào nó lại như mới thôi. Thì ở bên kia thì mình biết rất là nhiều, mình học đến đâu mình cũng nháp rất là nhiều đấy, biết còn nhiều hơn cả hồi phổ thông của mình.
Và cái việc là mình sử dụng mind map kết hợp với các cheatsheet thì nó rất là hiệu quả, với cái cheatsheet là cái cách mà người khác tổng hợp và mind map là cái cách mà mình tổng hợp, thì đôi khi mình có thể học được rất nhiều cái kinh nghiệm từ cái cách mà người khác tổng hợp đó. Nó cái cheatsheet thì gì được một cái là nó rất là màu sắc và trình bày gọn, thế nên là khi mình viết cái mind map của mình ra và kết hợp với cheatsheet thì rất nhiều chỗ mình sẽ giúp mình cảm thấy clear và nhớ được nhiều hơn, nhớ được nhiều nội dung hơn. Ok, còn cái việc là làm sao để có thể sử dụng hiệu quả vào trong các cái course về data science hay machine learning ấy, thì về cá nhân mình thì mình thấy là ở cái phần 2 của cuốn tổng hợp ấy, nó sẽ trả lời cho câu hỏi này, tức là khi mà mọi người đọc đến nó hiểu được à đoạn này tại sao nó lại có những cái mô hình hay tại sao lại có những công thức mà mình đã học ở trong cái model đấy, trong quá trình mình làm bài lab mình đã gặp phải, thì cái phần đó nó giải thích cho mình công thức đấy, thì mình sẽ nhớ được rất là nhiều và mình đã hiểu được à nếu mà muốn cải thiện một vấn đề gì đó của mô hình ấy, hay là cải thiện một vấn đề gì đó của cái bài 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 toán của mình ấy, thì chắc chắn là mình sẽ biết được tìm ở đâu. Và ban đầu khi mình học thì cũng giống như mọi người thôi, mình sẽ tập trung chủ yếu vào cái việc làm sao để chạy được một cái model, thì lúc đấy thì mình cũng không còn quan tâm lắm đến tầng dưới, nên là mình thường không thấy các kiến thức đấy liên quan đến nhau cho lắm. Tuy nhiên thì cái phần nội dung cuốn sách kia thì nó đã giải thích rất rõ ràng rồi, thì cái phần đấy thì mình sẽ có một cái mindset về cái việc là tất cả những cái phần nội dung mình xử lý ở bên trên ấy, nó đều phải có những cái nguyên do ở bên dưới, và khi đấy thì mình cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm cái phương pháp giải quyết hơn. Thì cái phần này mình sẽ xin phép là không đi sâu và để mọi người đọc ở cái phần 2 của cuốn sách mà mình gửi, bởi vì nó là một cái phần nội dung rất là dài, cho nên là mình cũng không biết cách nào để có thể tổng hợp lại cái đấy được. Mình nghĩ là cũng nên tự trải nghiệm, bởi vì cái phần đó, cái việc trải nghiệm nó mới là cái kiến thức mà mình gặt hái được. Còn đây thì mình chỉ cố gắng là mình đã trải qua rất là nhiều cuốn sách rồi, mình đọc rất nhiều thứ linh tinh đặt đặt mỗi chỗ một tí, là mình thấy cuốn đấy là cái thông tin mà mình gặt hái được nhiều nhất, học hỏi được nhiều nhất, thì mình đã để lại ở trong cái phần 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 học liệu của mình, thì các bạn học viên cố gắng áp dụng nó trong cái tình huống mà mình cần phải link các kiến thức giữa toán với lại data, hay là mình muốn đào sâu thêm những kiến thức về toán đó. Ok, và đến phần cuối thì mình sẽ cố gắng giải đáp những cái câu hỏi mà mọi người đặt ra trong buổi ngày hôm nay, cũng như là các câu hỏi mà các bạn học viên đã gửi đến chương trình trước khi cái buổi sharing này bắt đầu. Thì chị Như ơi, Chị nghe em ạ. dạ, cái phần này thì bây giờ em nghĩ là mình có thể giải giải quyết các vấn đề mà các bạn hỏi luôn bây giờ trước cũng được. Cái phần trả lời những câu hỏi mà các bạn học viên đã gửi đến này thì mình có thể để phía cuối cũng 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 ok, tại vì để cho các bạn có thể nối luôn ở cái phần mà em vừa trình bày ấy, xem nếu có gì khó khăn hay có gì chưa hiểu thì em sẽ trình bày luôn, giải đáp luôn. À, dạ vâng ạ. Vậy thì xin mời các bạn học viên mình có bất kỳ thắc mắc nào mà muốn đặt câu hỏi cho mentor quý thì các bạn có thể các anh chị có thể đặt ở đây luôn ạ. Mọi người chủ động mở phần mic để hỏi đáp với mentor nha. Các anh chị hay các bạn nào có câu hỏi đặt cho mentor quý sau cái phần trình bày của mentor không ạ? Dạ em chào các anh chị ạ. Em chào anh Quý. Anh Quý, anh có thể share lại cái slide 8 giúp em được không ạ? 8 với 9 gì? Ok, chờ anh chị số 8. Bên trên đi ạ. 8 8 đúng ạ. 8 anh ạ. Số Slide 8 đây đây từ đúng 8. không? Vâng ạ. Anh có thể chia sẻ chi tiết thêm về cách sử dụng việc đọc tài liệu lẻ nếu gặp một một gặp phải một chủ đề cần đào sâu không À, ạ? cái này thì thực ra nó chính là link đến cái book mà anh vừa mới nói, là cái book viết rất là sâu đấy. Giống như là có thể cái cuốn sách đấy nó rất là hay, nhưng mà nếu để Vâng. đọc hết khoảng mấy nghìn, gần 2.000 cái trang sách của cuốn đấy thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian cũng như cái nguồn lực của mình, và rất khó để một người có thể là bỏ qua tất cả những cái khác mà mình chỉ đọc cái phần toán trong một khoảng thời gian nào đấy thôi. Thế nên là khi mà mình anh cái lời khuyên của anh đấy là cái cuốn tổng quan ấy, khi mình đọc mình thấy phần nào mình cảm thấy là cần phải đào sâu hơn ấy, thì mình phải đi tìm một cái nội dung mà viết chi tiết hẳn về phần đó, giống như cái cuốn sách vừa rồi. Hoặc là trên internet thì cũng có một số những cái nguồn, nhưng thực ra đọc trên internet thì một số cái giải thích rất là tốt, còn một số cái giải thích nó cũng rất là tệ, nên là phải biết tìm cái tài liệu nào đấy nó mình cảm thấy ưng ý, và nó luôn luôn mình cảm thấy yên tâm về các cái phần giải thích trong đấy để mình đọc ấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em thấy có một cái phần chia sẻ của anh rất là hay, đó là phần 2, có nghĩa là khi mà mình học ấy thì mình cần viết đi viết lại rất là nhiều lần thì mình viết nó kiểu nhớ rất là lâu ấy ạ.
Rồi, em cảm ơn anh Quý nhé. Cảm ơn em. Thì thực ra chia sẻ cái đau thương của mình về cái phần viết này, đấy là ở bên kia mình bị bắt học theo kiểu là mình phải học thuộc tất cả các chứng minh. Thế nên là cái kỳ đầu tiên mình thi mình bị điểm rất là thấp cái môn toán, là bởi vì cái hồi đấy mình làm thì mình làm đúng theo kiểu của Việt Nam, tức là thầy cô cho bài thì mình sẽ ốp nguyên cái công thức vào và mình tính ra kết quả thôi. Nhưng mà đến khi mà chấm chấm bài vào thông báo kết quả thì ở bên đó có một cái việc là các thầy cô sẽ gọi từng bạn một vào trong phòng khoảng tầm đâu đến 10 15 phút thì đấy, và chia sẻ về cái phần bài làm của mình giấy, vậy sao mình đã nhận được cái số điểm đấy. Thì mình có đặt câu hỏi ngược lại cho giáo sư là tại sao lại có một cái điểm thấp như thế, thì và phần này tại sao lại không được tính điểm nào, có phải giáo sư chấm nhầm không? Thì giáo sư bảo không, bạn phải chứng minh được cái này trước, tức là muốn sử dụng cái công thức đấy trong trong cái tình huống này thì phải chứng minh được tại sao nó lại được quyền sử dụng đã, hay là tại sao cái công thức đấy, cái bài toán này nó đáp ứng được các cái đầu vào của cái mô hình này, hay của cái bài tập này, thì mình mới được sử dụng cái mô hình đấy, còn nếu không thì không được phép sử dụng. Thì mặc dù cái chương trình đấy nó có thể nó hơi nặng một chút về mặt lý thuyết, nhưng mà cái phần đấy nó khiến cho mình là gần như tất cả những cái gì thầy cô dạy là mình phải viết đến mức là thuộc tất cả những cái phần nội dung chứng minh đấy, có những cái nó dài hàng trang nhưng mà mình vẫn cũng không có cách nào khác cả. Lúc đấy thì chỉ có đúng một cách đấy là học thuộc thôi, còn cũng không có phương pháp nào. Nhưng trong quá trình mình đọc đấy thì mình nhận ra là cái nào mình cảm thấy mông lung đấy là do mình viết mình nháp nó chưa đủ nhiều. À, Thực sự là như thế, vâng. nó rất là căn bản thôi, nhưng mà đúng là phải đến vài cái tình huống mà mình bị ép như thế thì mình mới nhận ra. Vâng, em cảm ơn anh Cảm ơn em. ạ. Vâng. Ok, thế thì tạm thời nếu chưa có bạn học viên nào đưa ra cái câu hỏi ngay thì mình sẽ trả lời một số những cái câu hỏi mà các bạn học viên đã gửi đến cho mình từ trước cái chương trình nhé. Thì mình sẽ lựa chọn những câu trả lời trước, bởi vì có một số câu hỏi nó không 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 quá là sâu về cái phần toán mà mình chia sẻ ngày hôm nay, nên là mình sẽ để nó ở phía sau một chút. Thì ok, mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Nghĩa trước về cái phần là data scientist trong thực tế Việt Nam thường sẽ làm những công việc gì ạ? Chẳng hạn như data list này, xây dựng model hay tham gia tất cả công đoạn trong dự án. Thì cái này thì thực ra nó phải phụ thuộc rất nhiều vào tổ chức của mình tham gia, nó cũng không phải là một cái quy trình mà bên nào mình tham gia và nó cũng như thế. Giả sử như là những cái tổ chức lớn có cái đội làm về data mạnh thì những công việc như kiểu data engineering này, hay là các cái phần xử lý dữ liệu bên dưới sẽ có một đội riêng để làm. Còn data scientist thì chỉ cần yêu cầu về mặt dữ liệu, sau đấy thì tập trung vào việc xây dựng mô hình thôi. Trong một số những tổ chức mà có thể có số lượng nhân sự ít hơn thì các bạn data scientist có thể phải cover cả cái việc là data analyst, tức là làm các cái report, xong thì phân tích các cái tương quan, rồi bao gồm thêm cả những cái phần liên quan đến phần scientist nữa. Còn nó cũng phụ thuộc vào cái bài toán của mỗi tổ chức nữa. Ví dụ như phần các tổ chức mà làm chuyên về NLP hay là Computer Vision thì sẽ gần như chủ yếu các bạn làm coding thôi, các bạn làm code rất là nhiều, bởi vì cái model thì sẽ có một cái team nào đó chuyên triển khai hay chuyên nghiên cứu cái phần đấy, thì đa phần những người vào tham gia vào sẽ là phần làm sao để apply được các cái model, hay làm sao để apply được các thuật toán vào trong cái tình huống cụ thể của mình. Và khi mà mình đi tìm hiểu hay đi phỏng vấn vào các cái công ty này thì mình cũng phải hỏi rất rõ là cái role của công ty mình là gì, thứ hai nữa là những cái task mà công ty đang đang xử lý là gì, bởi vì nó cũng phụ thuộc theo từng giai đoạn. Những giai đoạn đầu tiên thì thường người ta sẽ tập trung vào việc làm sao xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu đủ tốt hay đủ đủ sạch. Còn về sau đấy thì sau khi cái phần dữ liệu bên dưới nó đủ tốt rồi thì các cái task scientist thì mới có đất để phát triển. Còn hai nữa, cái phần số hóa nữa, phần số hóa mà chưa có thì cũng không có dữ liệu để mình có thể xử lý hay triển khai được. Với cái quy mô ở ở Việt Nam thì mình cũng không rõ ở tất cả các level, như hồi xưa mình làm ở Vin hay là Vinbank thì mình thấy là vẫn còn phụ thuộc cái phần dữ liệu đầu vào tương đối là nhiều, những cái bài toán cụ thể thì nó ít thôi, nó chưa được đến những cái như mọi người kỳ vọng về về cái mặt là phải đi giải quyết những cái bài toán nó quá khó đâu. Có thể là bây giờ thì nó đã khác rồi, mình cũng nghỉ Vin thì cũng đã khoảng tầm 2 năm gì đó, hơn 2 năm gì đó rồi, bây giờ thì chắc nó cũng khác. Nhưng mà nhìn chung là đấy là những cái tổ chức lớn thôi, còn những tổ chức ở level bên dưới một chút thì các bạn làm scientist sẽ phải cover rất là nhiều đầu việc.
Ok, đối với câu hỏi của bạn Tú thì sau khi đã có các cái tiếp cận ban đầu với một bài toán của Data Learning thì các cái bước tiếp theo cần làm gì? Cái này thì nghĩa là nó là một cái process trong trong Data rồi. Thì mình lấy một cái ví dụ cụ thể như này nha. Khi mình nhận được một cái yêu cầu từ một cái phòng ban nào đó, thì cái yêu cầu đấy thì nếu mà đến từ các phòng ban về như kiểu là business hay là các phòng ban kinh doanh hay là các phòng ban vận hành thì họ thường sẽ đưa ra một cái câu hỏi thôi. Còn dữ liệu có hay không có là họ sẽ chưa đưa ra thông tin, thì mình sẽ phải, những người làm scientist thì sẽ phải tự đi tìm hiểu cái thông tin đấy, đi tự đi làm việc với bên hệ thống, bên dev hay là bên data engineering tùy theo bộ phận phụ trách cái công việc này, để mình hỏi xem là cái dữ liệu đầu vào của mình theo phụ thuộc cái câu hỏi đấy thì nó đã có hay chưa. Sau khi mình đã collect được đủ dữ liệu từ các bộ phận đó rồi, có thể là mở rộng dữ liệu cả bên ngoài tổ chức nữa, thì bắt đầu mình sẽ đi xây dựng các cái mình đi tìm hiểu dữ liệu của mình. Xây dựng một số cái sample và apply các cái model vào đó. Thì dĩ nhiên là trong cái quá trình đấy thì cái việc là mình sẽ phải đi trao tiếp để lấy thêm dữ liệu hay lấy thông tin là cái phần chiếm rất là nhiều thời gian. Và cái phần xây dựng model của mình là khi mà mình đã có được những cái đầu vào bên dưới nó đã chuẩn chỉnh như thế rồi, thì phần bên trên mình làm xử lý tương đối nhanh thôi. Và cái phần xây dựng model thì đôi khi nó trong thực tiễn không phải là cái phần chiếm quá nhiều thời gian, mà cái phần đằng sau của nó, tức là làm sao để mình launching được nó, mình đưa cái kết quả của mình và mình maintain kết quả của mình đến cho được cái đội yêu cầu mình có thể vận hành một cách ổn định được, thì nó đấy đôi khi nó lại cái khó hơn. Và cái mô hình của mình thì sau mình cũng không phải là sau một lần mình training là mình đã có thể dừng cái việc training đấy lại, mà với cứ khi mà có một cái dữ liệu mới hay trong quá trình hoạt động kinh doanh nó sinh ra dữ liệu mới rồi thì mình lại làm sao để cập nhật được cái model của mình đấy. Nó có rất nhiều phương pháp để cập nhật, ví dụ mình có phải cần thiết training lại cho model của mình với tất cả dữ liệu cả cũ lẫn mới hay không, hay là mình chỉ train cái phần dữ liệu mà mới sinh ra thôi, và làm sao để kết hợp cái mô hình của mình với cái dữ liệu mới sinh ra đấy, với những cái với cái mô hình mà mình đã tìm ra từ cái dữ liệu cũ. Thì đó là một cái quy trình chung thôi, còn cái phần này thì nó hơi phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể. Có những cái phần mà dữ liệu bên dưới ổn định rồi thì mình xử lý rất là nhanh, chủ yếu là cái phần tập trung vào optimize model và đi launching cái hay là go live cái project của mình thôi. Còn có những tổ chức thì dữ liệu bên dưới rất là lởm khởm thì lại chủ yếu cái phần thời gian của mình dành cho cái việc xử lý và sàng lọc dữ liệu này. Ok, với câu hỏi của bạn Thành thì về hướng nghiên cứu cho các dự án làm việc với dữ liệu doanh thu khách hàng phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cái phần này thì nó chính là cái phần mình đang cố gắng theo đuổi, đấy là phần operation research, nó chính là cái phần cố gắng apply cái optimization vào trong cái hoạt động kinh doanh tổ chức. Thì ví dụ như là quản lý tồn kho này, thì trước đây mình có triển khai cho hệ thống của bên Soái Biển là làm sao để có thể quản lý được cái hàng tồn kho, bởi vì đặc thù của bên Soái Biển Trung Thực đấy là họ cung cấp các sản phẩm là thực phẩm sạch, nên là nếu mà để cái sản phẩm của nó bị quá hạn thì gần như là sẽ phải bỏ, và cái phần bỏ đấy nó sẽ ăn mòn hết tất cả những cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Thế nên là làm sao để có thể tính toán được là cái lượng hàng mà khách sẽ đặt theo từng sản phẩm, theo từng cái mẫu mã. Thứ hai nữa là cái việc luân chuyển giữa các kho như thế nào là tối ưu, giả sử như có một cái kho ở quận Cầu Giấy và một kho ở quận Thanh Xuân chẳng hạn, hai kho đấy nó có thể backup cho nhau hay không, mình phải tính toán được cái khả năng backup. Tiếp theo, để tránh cái trường hợp là khách hàng mình không thể nào đặt để số lượng hàng trong kho quá ít được, khách hàng trong kho quá ít thì dẫn đến việc là khách hàng mua mà không mua được thì lần sau có thể khách hàng sẽ không quay lại nữa. Hai nữa là mình cũng sẽ tính toán là đưa ra xây dựng những cái hệ thống recommend, vì khi mà có một cái sản phẩm mới về đặc thù của bên Soái Biển là họ đang mở rộng thị trường hay mở rộng các cái sản phẩm họ kinh doanh, thì nên là có rất nhiều sản phẩm mới mà họ đưa về thì cũng dựa vào những cái đặc tính của sản phẩm mới, tức là những sản phẩm mà đã kinh doanh và cái lịch sử mua hàng khách hàng, thì mình cũng xây ra được cái hệ thống recommend để mình list ra những khách hàng mà cho bên marketing họ có thể tiếp cận đến những cái nhóm khách hàng có khả năng bán được cái sản phẩm này cao nhất. Thì những cái case study này thì có rất nhiều ở trên các cái ở trên internet, và có một số cái doanh nghiệp họ cung cấp những cái bài, những cái paper mà họ đã làm cho triển khai cho các tổ chức như Zalando mà hay là cho Amazon, để làm sao có thể áp dụng được nó trong các cái tổ chức kinh doanh. Thực ra cái mảng áp dụng trong các tổ chức kinh doanh là một trong những cái mảng lớn mà mình thấy nó cũng tuyển dụng nhiều, khá là nhiều ở nước ngoài thì khá là nhiều, có khi còn nhiều hơn cả Commission với lại NLP, vì nó gắn với tất cả các doanh nghiệp. Thực ra là những cái doanh nghiệp kể cả level nhỏ thôi cũng họ cũng đã có những cái nhu cầu này rồi, đến việc là họ tuyển rất là đông, và nó có rất nhiều những cái bài toán mà mình có thể triển khai, rất nhiều case study để mình có thể đọc và học theo tùy theo cái tổ chức của mình đang hướng đến bài toán gì, và mục tiêu cũng như phần đầu vào của mình có những gì, để mình có thể tìm những cái case study mà đã triển khai thành công tương tự như thế để mình có thể học theo và triển khai tổ chức của mình.
Ok, đây là mình vừa mới lướt qua những cái phần câu hỏi mà các bạn học viên đã đặt cho đã gửi đến chương trình từ trước cái buổi sharing ngày hôm nay thì không biết là có còn bạn học viên nào có còn câu hỏi hay cần mình giải đáp gì liên quan cái này không? Thực ra cái phần kiến thức mình share nó cũng chỉ là chung chung thôi nên là khi mà mọi người đọc cái phần tài liệu thì chắc chắn nó phát sinh rất nhiều vấn đề, cái đấy thì nó sẽ ở cái phần phía sau rồi. Mentor quý ơi, các bạn học viên có nhắn trong cái phần chat ấy là mentor có thể share cái link tài liệu để mà cái link sách ấy, để cho các bạn ấy có thể tham À, khảo ạ. ở trong cái link sách thì em có đính kèm sẵn ở đây nhá, nó sẽ chính là cái phần write đây này, mọi người click vào cái phần write này thì nó sẽ ra một cái folder mà em đã để sẵn ở trong đấy rồi, có hai cái book ở trong đấy rồi. À vâng ạ. À. Vậy thì cái phần cái link của cái phần PowerPoint này thì mình sẽ gửi lại cho các bạn học viên sau nha. Vâng, em sẽ Để gửi các bạn lại có thể cho các bạn để các bạn có thể lấy. Ở trong này thì khá là nhiều link, không chỉ có cái phần book này mà còn có một số cái tài liệu khác mà mình share nữa, như các cái course hay là các cái phần cheat sheet mà mình đã tổng hợp lại ở trong trong cái slide, thì mọi người có thể dùng cái các cái link trong đấy thì có thể tìm hiểu thêm. dạ vâng ạ. Thì các bạn học viên, các anh chị còn câu hỏi nào cần đặt cho mentor Nguyễn Văn Quý nữa không ạ? Thì cũng không dễ gì để chúng ta cùng ngồi đây và cùng trao đổi với mentor Quý, thì có những vấn đề nào thắc mắc trong cái chương trình học hoặc đơn giản như là trong quá trình mình làm bài tập chẳng hạn, mình có muốn vấn đề nào mình muốn hỏi mentor thì các anh chị và các bạn có thể hỏi mentor ngay lúc này luôn ạ. Hình như hiện tại là không thấy có học viên nào có câu hỏi nào cho mentor cả. Và hiện tại là cũng là 9 giờ rưỡi, coi như là mentor và chúng ta cùng giao lưu và trao đổi với nhau được 1 tiếng rồi ha. Thì nếu mà không có học viên nào cần chia sẻ với mentor nữa thì có những cái thắc mắc hoặc là những câu hỏi gì sau thì mọi người có thể hỏi ở trên tổng đài sau ạ. Vâng ạ. Thì mentor Văn Quý, mentor còn gì để chia sẻ với học viên nữa không ạ? Không thì chúng ta có thể kết thúc buổi open talk ở đây ạ. À, rồi thì trong cái quá trình mà mọi người học cái kiến thức mà dựa theo cái book mà mình gửi ấy, thì nếu có gì mà có khó khăn thì có thể là contact cho mình để mình giải đáp. Thì trước đây mình khi mình học cái này thì gần như mình đã ghi chép lại cũng như mình học gần như là tất cả các nội dung ở trong đó rồi, nên là chắc chắn là mình sẽ dễ để có thể share cho mọi người hơn. Mặc dù cái đấy thì mình viết ra giấy nên mình cũng không có một cái tài liệu mềm nào để có thể share được, nhưng mà nếu mà bất cứ một câu hỏi nào thì mình sẽ rất là sẵn sàng để có thể giúp đỡ mọi người tìm hiểu kiến thức ở trong cái cuốn đó. Ngoài ra thì nếu mà có bạn nào có cách học mà hay hơn hoặc là có những cái tài liệu tốt hơn thì có thể share lại giúp cho mình cũng như các bạn học viên khác, thì rất là cảm ơn những cái đó. À, dạ vâng ạ. Có học viên Sơn Phạm hỏi là tại vì vào trễ nên không biết là bên mình có record lại cái buổi Zoom meeting hôm nay không, thì mình xin phép trả lời là những cái buổi open talk như thế này thì bên Phoenix đều có record lại và up lên YouTube để share cho các bạn học viên. Thì học viên có thể liên hệ Hana hoặc là coi những thông tin đó ở trên cái group history của Phoenix á, để mọi người có thể lấy cái link YouTube xuống để coi lại ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Thì cảm ơn rất nhiều về sự buổi chia sẻ ngày hôm nay của mentor quý ạ. À. Thì quý chia sẻ rất là trình bày rất là dễ nghe, thân thiện và cũng như là truyền đạt được nhiều thông tin cho các bạn học viên. Thì cảm ơn mentor quý rất nhiều và cũng như cảm ơn sự tham gia của các bạn học viên trong buổi open talk ngày hôm nay nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là ngon giấc và hẹn mọi người trong các buổi open talk lần sau nữa ạ. À. Dạ, em cảm ơn chị Như, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.